tỉnh Lào Cai đã chốt phương án xây dựng khu tái định cư cho người dân Làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên sau trận lũ quét vào ngày 10 tháng 9. 100% người dân đã biểu quyết đồng tình. Khu tái định cư sẽ nằm trên đồi Sim, cách làng cũ 2 km, với địa hình cao và an toàn, thuận lợi cho hạ tầng giao thông và điện nước. Từ ngày 16 tháng 9, tỉnh sẽ đo đạc quy hoạch và giải phóng mặt bằng, dự kiến xây dựng 40 ngôi nhà cho các gia đình bị thiệt hại, theo kiến trúc truyền thống của người Tày. Mục tiêu hoàn thành khu tái định cư trước ngày 31 tháng 12, đồng thời triển khai nơi tạm cư an toàn cho người dân. Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện về việc bảo đảm an toàn và phục hồi hoạt động công trình thủy lợi sau mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Cục Thủy lợi đề nghị các địa phương đơn vị liên quan tranh thủ thời gian mực nước sông đang xuống và không có mưa trong nội đồng, vận hành tối đa các công trình đầu mối tiêu úng, lưu ý tốc độ rút nước trong kênh phải phù hợp để không xảy ra sự cố sạt trượt mái bờ kênh do mực nước hạ thấp quá nhanh, tiếp tục tăng cường trực ban kiểm tra để phát hiện sớm nguy cơ vỡ bờ kênh và sự cố công trình thủy lợi, nhất là các đoạn kênh đã bị ngâm nước lâu ngày. Khẩn trương rà soát tình trạng an toàn công trình thủy lợi sau mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3, chủ động tổ chức thực hiện bảo dưỡng sửa chữa công trình, máy móc thiết bị, báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo, bố trí nguồn lực xử lý khẩn cấp sự cố hoặc tình huống có nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn công trình và khả năng phục vụ sản xuất dân sinh trong các đợt mưa lũ tiếp theo của năm 2024 và thời gian tới. Thưa quý vị, cơn mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 15 tháng 9, rạng sáng ngày 16 tháng 9 trên diện rộng ở Hà Nội đã khiến cho nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ngập sâu, giao thông ùn tắc nghiêm trọng, người dân chật vật tìm lối đi. Tại các tuyến đường như Thái Hà, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Lương Thế Vinh, Tô Hữu, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Tuân, đường gom đại lộ Thăng Long giao với Lê Trọng Tấn, đến 7 giờ sáng nay, dù trời đã tạnh mưa, nhưng nhiều đoạn nước ngập khá sâu, khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn, ùn tắc giao thông kéo dài. Thống kê đến 6 giờ 30 phút sáng nay, Hà Nội có trên 40 điểm ngập, trong đó lưu vực sông Tô Lịch có phố Thái Hà, phố Quan Nhân, Bùi Sương Trạch, Vương Thừa Vũ, Nguyễn Tuân, Cự Lộc, Nguyễn Khuyến, ngã ba Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương, Liên Trì Nguyễn Gia Thiều, 155 Phùng Hưng, Phan Bội Châu Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê, Cao Bá Quát. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ kết hợp với rìa Tây Nam áp cao lục địa tăng cường yếu, từ hôm nay đến đêm ngày 17 tháng 9, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lũ đã để lại nhiều thiệt hại về người và tài sản tại Yên Bái, cùng với nguy cơ ô nhiễm môi trường và dịch bệnh cao. Các địa phương đã chủ động dọn dẹp với tinh thần nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó. Sau 3 ngày bị ngập, khi nước rút, người dân tại đây đang phải đối mặt với ngổn ngang là rác và lớp bùn dày hàng chục cm. Nhân lực và phương tiện được huy động tối đa để dọn dẹp, đặc biệt chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm môi trường sống an toàn cho người dân. Huy động nhân lực, vật lực, chúng tôi huy động có 5 máy xúc và 6 ô tô là đã hót dọn trong vòng 4 ngày hôm nay. Thì đến nay thì cái lượng rác thì trên địa bàn xã thì cơ bản đã được hót dọn và trả lại cái tuyến đường lưu thông và địa phận thôn Cái Hút. Ngay khi nước rút, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã hướng dẫn đôn đốc các địa phương, đơn vị bảo đảm an toàn vệ sinh phòng chống bệnh sau bão lũ, xây dựng phương án chuẩn bị xử lý nước, vệ sinh môi trường và quản lý chất thải y tế theo quy định hiện hành. Hiện tại là bây giờ là có điện, trở lại thì chúng tôi sẽ bơm nước lên để xịt rửa và coi như là tự mình là phải lấy những tinh dầu để mình khử những mùi bùn đất. Triển khai 100% trên 25/25 xã thị trấn đã tiến hành thau rửa rồi là phun tẩy bằng cả thuốc khử khuẩn tất cả các xã, những nơi như là trường học, trạm y tế xã, rồi là các cơ sở bếp ăn cũng như là chợ, rồi là các nơi chế biến thực phẩm trong toàn huyện. Đến hiện nay thì gần như là 100% đã được xử lý. Đối với công tác vệ sinh môi trường, các cấp các ngành, đặc biệt là ngành y tế, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc theo dõi tình hình dịch bệnh khi ra mùa, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, phương tiện, cơ số thuốc, hóa chất, sẵn sàng phun tiêu độc khử trùng, ứng phó dịch bệnh, bảo đảm một môi trường an toàn để người dân sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trở lại. Ngày 15 tháng 9, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc với tỉnh Hà Giang về công tác phòng chống khắc phục hậu quả của thiên tai.
Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi lời chia sẻ tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang, những người đã chịu thiệt hại lớn từ thiên tai, và trao tặng 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang, 85 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh để hỗ trợ đoàn viên công đoàn. Đoàn cũng thăm hỏi và tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, đồng thời hỗ trợ 500 triệu đồng từ Quỹ Tấm Lòng Việt để cứu trợ kịp thời. Ngày 15 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phát động lễ quyên góp ủng hộ nạn nhân bão số 3, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với tinh thần tương thân tương ái, Đại sứ quán vận động các tổ chức doanh nghiệp giúp đỡ đồng bào hai nước Việt Nam và Lào. Tại lễ phát động, gần 1,4 tỷ đồng đã được ủng hộ. Một phần sẽ được trao cho Bộ Lao động, Phúc lợi và Xã hội Lào, phần còn lại sẽ gửi về Việt Nam. Thưa quý vị, ngay sau khi trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nhiều lực lượng đã có mặt tại hiện trường, cùng chung tay tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Trong đó, lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt, triển khai công việc từ sớm nhưng nghỉ muộn. Vì nhân dân quên mình, các anh đã và đang cùng với nhân dân Làng Nù vượt qua khó khăn này. Chia thành từng tốp, dùng gậy dò dưới lớp bùn đất rộng cả nghìn mét vuông, hay men theo bờ suối, dùng tay tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đã nhiều ngày nay, Sư đoàn 316 Quân khu 2 cùng các lực lượng nỗ lực hết sức để tìm kiếm nhiều nạn nhân nhất có thể. Thương tiếc cho những thi thể mà thiên tai đã gây ra. Đấy là bọn em cũng rất là nỗ lực cố gắng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ mà chỉ huy phân công. Đấy, tích cực tìm kiếm thi thể, những thi thể là bị mất tích ạ. Chúng tôi chủ yếu di chuyển bộ, và quá trình di chuyển tôi phải thăm dò cái địa chất cũng như là cái vị trí xem nó có an toàn cho bộ đội hay không. Thứ hai là cái phương tiện của tôi chủ yếu phương tiện tìm kiếm bằng thủ công. Đấy là hai cái nội dung mà khó khăn nhất. Có tới 650 người tham gia tìm kiếm, gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ. Dù giao thông chia cắt, điều kiện khó khăn, thiếu thốn, nhưng họ vẫn nỗ lực hết sức có thể với tấm lòng hết mình vì nhân dân. Các đơn vị đang phối hợp chặt chẽ bởi họ hiểu rõ tình quân dân và nghĩa đồng bào trong lúc hoạn nạn quan trọng như thế nào. Cũng tổ chức lực lượng tiếp tục đưa lực lượng lên để đối phối và cung cấp cho chính quyền địa phương để giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống và khắc phục hậu quả, động viên nhân dân bằng những cái tình cảm của quỹ của quân khu và của bộ quốc phòng để chúng tôi giúp đỡ nhân dân. Sau những bữa ăn tạm, giờ nghỉ trưa chấp nhoáng, các chiến sĩ lại chia ra các khu vực tìm kiếm, chạy đua với thời gian, mong tìm thấy sớm nhất những nạn nhân xấu số dưới lớp bùn dày đặc để thân nhân của họ, để người dân Làng Nù vơi bớt đau thương.